tư, sau Chủ nhật 22 thường niên C, giáo xứ Thành Lập đã tổ chức chương trình hỗ trợ mùa hè với chủ đề Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cản chúng, dành cho các em thiếu nhi thánh thể. Với mục đích động viên và khuyến khích việc tham dự thánh lễ, học giáo lý, tạo sân chơi thư giãn và bổ ích cho các em thiếu nhi trong giáo xứ nhân dịp hè. Cùng với sự chấp thuận của cha chánh xứ Giuse Mai Xuân Thủy, đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Thành Lập đã tổ chức một buổi hội chợ vào lúc 19:30 thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại khuôn viên nhà thờ. Đúng 18 giờ, hơn 100 em thiếu nhi thánh thể giáo xứ tập trung cùng với cộng đoàn tham dự thánh lễ thứ tư. Sau thánh lễ, một bạn thiếu nhi trong giáo xứ đại diện nói lên lời cảm ơn cha xứ về những chặng đường, hành trình chiến dịch hè vừa qua. Sau lời chúc bình an, cha xứ Giuse Mai Xuân Thủy đã khai mạc ngày hội chợ. Đúng 19:30, cánh cửa hội chợ được mở ra với các gian hàng, trò chơi vui nhộn, đổi quà thật kịch tính như vòng quay may mắn, bịp mắt đánh trống, câu cá, đá bóng vào gôn. Cùng các quầy ẩm thực và các gian hàng đổi thưởng hết sức đa dạng và phong phú do ban giáo lý viên, trợ tá và các anh chị dự trưởng chuẩn bị. Khép lại ngày hội vui đầy ý nghĩa, các em thiếu nhi ra về trong niềm hân hoan, khuôn mặt tỏa rạng những nụ cười thật tươi, cùng với đó là những tâm tình dâng lên Chúa. Với Giê-xu, ta dấn thân, trong Giê-xu, ta tiến bước. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng thiếu nhi chúng con trên mọi nẻo đường, để chúng con được lớn lên trong vòng tay của Chúa.